Thiên Trang bị tố quỵt tiền nhà, nói xấu Thùy Dương, phía nạn nhân lên tiếng gay gắt. Không chỉ bị Phanh Phui từng nói xấu Thùy Dương, Cao Thiên Trang còn bị tố quỵt tiền nhà một cách trắng trợn, dọn đồ đi và chỉ để lại tin nhắn phủ phàng. Cao Thiên Trang vốn được biết đến như một trong ba nàng mẫu tim sang, có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ với công chúng. Sau khá nhiều sự cố mâu thuẫn, cả nhóm đành tan đàn xẻ nghé trong sự tiếc nuối của đông đảo người hâm mộ. Đằng sau đó là những câu chuyện bên lề không mấy thuận hòa của Cao Thiên Trang và Thùy Dương, cũng gây xôn xao không ít khi dư luận nhận ra đó là nguyên nhân chính khiến nhóm tan rã. Sự việc vẫn còn chưa thôi gây bàn tán thì mới đây, trên một trang cá nhân đã đăng bài viết tố nàng mẫu này có những động thái ứng xử kém sang khi ở chung nhà. Cụ thể, theo lời kể phiến diện từ nạn nhân thì Cao Thiên Trang đã âm thầm thu xếp hành lý, đồ đạc và ra đi trước thời hạn đóng tiền nhà. Chưa dừng ở đó, nàng mẫu này còn không quên nhắn tin với giọng điệu khá phũ phàng: "Tôi đi rồi, tháng này tôi không phải đóng tiền nhà nha." Bên cạnh đó, người này còn tố khi ở chung, nàng mẫu này rất hay nói xấu Thùy Dương, người cùng tim sang với cô. Những dòng trần tình về sự việc tố Cao Thiên Trang âm thầm dọn đi và chỉ để lại tin nhắn khá gọn nói rằng sẽ không trả tiền nhà. Thậm chí nàng mẫu còn bị tố thường nói xấu và tỏ ra rất ghét Thùy Dương, một trong ba thành viên tim sang ngày xưa. Khả Ngân, từ hot girl đầy scandal đến nữ chính siêu phẩm Hàn Quốc khiến ai cũng ngỡ ngàng. Nữ diễn viên từng vướng nhiều lùm xùm và có thời gian vắng bóng vì stress trước khi trở lại với phim trường. Khả Ngân sinh năm 1997, tên thật là Trần Thị Kim Ngân. Năm 2012, những bức hình Khả Ngân trong bộ đồ tập boxing gây sốc cộng đồng mạng. Cô được cộng đồng tuổi teen yêu thích với hình ảnh khỏe khoắn, cá tính và được đặt cho danh xưng Boxing Girl. Ở tuổi 15, Khả Ngân bước vào showbiz khi xuất hiện trong nhiều MV và trở thành gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hàng. Cô được yêu thích bởi vẻ đẹp trong sáng, dễ thương. Hình ảnh của cô không chỉ xuất hiện trong nước mà còn được đăng trên một số báo nước ngoài. Năm 2013, hình ảnh trong sáng của Khả Ngân bắt đầu bị ảnh hưởng khi tấm ảnh nụ hôn đồng giới của cô được lan truyền trên mạng. Thời điểm đó, cô không có bất kỳ phát ngôn nào về scandal này. Hai tháng sau, Khả Ngân vướng phải một lùm xùm khác khi hình ảnh hậu trường của cô tại buổi chụp hình cùng Hoa hậu Diễm Hương bị rò rỉ. Nhiều người quay lưng với cô vì cho rằng hot girl không mặc áo ngực, phá vỡ hình ảnh sạch. Tuy nhiên, Khả Ngân giải thích đó chỉ là một sự hiểu lầm. Hot girl cho biết rất sợ scandal vì nó có thể hủy hoại hình ảnh mà cô chuyên tâm xây dựng trong thời gian dài. Năm 2014, Khả Ngân vướng nghi án tình cảm với vlogger phở đặc biệt và một số sao nam như Isaac, Harry Lu. Người đẹp lên báo đính chính họ chỉ là anh em, bạn bè. Vài tháng sau, một số bức ảnh hot girl thân mật với một người đàn ông được lan truyền nhanh chóng. Câu chuyện Khả Ngân hẹn hò với thầy giáo U40 trở thành bão dư luận. Trong một bài phỏng vấn, Khả Ngân giải thích, những bức ảnh được chụp từ năm cô 14 tuổi khi còn là vận động viên aerobics. Cô cho biết người đàn ông chụp ảnh cùng mình là huấn luyện viên và giữa hai người không có quan hệ tình cảm. Trong một bài phỏng vấn khác sau này, người đẹp lại cho biết tình cảm của họ không có gì quá đáng. Tháng 7 năm 2014, Khả Ngân xuất hiện trong talk show Lần Đầu Tôi Kể. Cô hồn nhiên trò chuyện về cuộc sống, nghề nghiệp và con đường nổi tiếng. Cô không thể lý giải nổi vì sao danh tiếng lại đến với mình, vì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bước chân vào showbiz. Từ khi trở thành gương mặt quen thuộc trên mặt báo, mạng xã hội, cô đã gặp không ít trở ngại trong cuộc sống. Song song với những hình ảnh được tình cảm với huấn luyện viên, thông tin Khả Ngân bỏ học lớp 12 cũng được lan truyền nhanh chóng. Ồn ào tiếp nối ồn ào, khiến hình ảnh Khả Ngân bị tổn hại nặng nề. Năm đó, ngoài việc đóng quảng cáo, cô còn được đạo diễn Việt Trinh mời tham gia phim Trở Về Ba. Cuối năm 2014, Khả Ngân lên trang cá nhân, thừa nhận chuyện ngừng học ở trường vì công việc quá nhiều, không thể theo kịp bài trên lớp và chịu quá nhiều áp lực. Nữ diễn viên 17 tuổi lúc đó hiểu việc mình không thể tiếp tục sự nghiệp học hành chắc chắn sẽ khiến nhiều người thất vọng. Những lùm xùm liên tục diễn ra khiến Khả Ngân rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ. Cô ít xuất hiện trong showbiz suốt một thời gian. Đến năm 2016, cô mới trở lại với các phim Lật Mặt 2, Cao Thủ Ẩn Danh. Nữ diễn viên nỗ lực trở lại showbiz khi liên tục nhận lời đóng phim. Từ khi tái xuất, Khả Ngân chọn phong cách gợi cảm, trưởng thành hơn. Đầu năm 2018, Khả Ngân trở lại màn ảnh rộng với bộ phim 100 ngày bên em. Cô đóng cặp với Trương Phạm, cựu thành viên của nhóm 365. Trong phim, Khả Ngân vào vai Ánh Dương, một cô nàng vlogger xinh đẹp, sành điệu, kiêu kỳ, nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô được đánh giá có sự tiến bộ về diễn xuất với bộ phim này. Trong một số bài phỏng vấn hồi tháng 4 năm 2018, Khả Ngân vẫn nghẹn giọng khi nhắc đến việc cô bị khinh thường với những scandal đã vướng phải. Hiện tại cuộc sống của cô đã tốt đẹp hơn. Khi trở lại showbiz, cô cố gắng chứng minh năng lực để thoát khỏi cái mác hot girl.
Khả Ngân vừa được công bố là nữ diễn viên chính của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Nhân vật của Khả Ngân, tên gọi là Hoài Phương, ứng với vai bác sĩ Kang Mo-yeon do Song Hye-kyo đóng ở bản gốc. Bản thân nữ diễn viên cũng bất ngờ khi được chọn vào vai chính. Phim do đạo diễn Bửu Lộc thực hiện và dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 8 năm 2018. Thúy Diễm thừa nhận không đủ sữa cho con bú và bị mất trí nhớ sau khi sinh con cho Lương Thế Thành. Chào Thúy Diễm! Cảm giác vừa mới sinh và thấy được mặt của con trai như thế nào? Kỳ lạ lắm, ngày thường ở giai đoạn mang thai, tôi vẫn hay tâm sự với con, hay gọi con là em bé ơi, em bé à. Lúc mới sinh em bé, khi bác sĩ để con lên bụng tôi cũng kêu con là em bé ơi, em bé à. Con trai tôi đang khóc bụng đính khi nghe tôi gọi như thế, cảm giác của tôi rất lạ. Tôi như quên hết bao nhiêu đau đớn, mệt nhọc trong khoảng thời gian vừa qua. Khi nhìn kỹ lại, gương mặt này vừa lạ vừa thương, càng ngắm con tôi càng yêu hơn. Khi sinh em bé, điều gì khiến chị cảm thấy áp lực nhất? Hiện tại, điều áp lực nhất với tôi là không đủ sữa cho con bú. Cơ địa của tôi khác với người thường, tôi khá ốm, xương lại rất nhỏ. Vốn dĩ bình thường, tôi ăn uống cũng không giống người khác. Tôi ăn không đúng giờ giấc. Tôi thích cái gì là ăn cái đó, nhưng toàn đồ ăn vặt, không nhiều dinh dưỡng như bánh tráng trộn, trà sữa. Khi có con, tôi bắt đầu lo lắng và phải điều chỉnh lại việc ăn uống sao cho đúng giờ, ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, vì tôi muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Tôi muốn con có được ít nhất 6 tháng đầu đời bú sữa mẹ, chứ không dùng sữa ngoài. Chị có hơi chạnh lòng khi con trai quá giống ông xã không? Vài ngày đầu, con trai vẫn chưa giống ai. Tôi và anh Thành cứ nhìn nhau rồi chọc ghẹo rằng, chết rồi, chắc con lụm thiệt rồi, sao không giống ba hay mẹ vậy nè? Dần dần những ngày sau đó, con càng ngày càng giống ba. Anh Thành bỗng nhiên cũng thay đổi hết mọi thứ. Anh chăm con, cưng yêu con lắm. Nhìn anh và con như thế tôi vui. Niềm vui còn lớn hơn cả suy nghĩ của tôi. 2 tuần sau khi sinh, tôi mới thấy con trai có má lúm đồng tiền giống mình, mắt mũi miệng đều giống anh Thành. Tôi tự nhủ, sao giống ba không mà không giống mẹ gì hết, cũng hơi buồn buồn trong bụng. Tự nhiên phát hiện ra con trai có má lúm đồng tiền mới cảm thấy mình được ké chút xíu. Nhưng khó nói trước được điều gì vì em bé còn quá nhỏ. Mỗi ngày con sẽ phát triển và thay đổi. Tôi chỉ mong con được khỏe mạnh, không bị bệnh, phát triển tốt và thông minh là vui rồi. Chị có áp lực về nhan sắc và cân nặng sau khi sinh con không? Có chứ. Bản thân tôi là một diễn viên, tôi cần giữ gìn ngoại hình của mình để hoạt động nghệ thuật, tôn trọng khán giả. Tôi không muốn quá xấu xí, xô xê quá khi trở lại với công việc. Tôi khá lo, suốt ngày cứ hỏi anh Thành em có mập quá không anh? Sẽ em thấy ghê quá, em có trở lại bình thường được hay không? Tôi không biết anh Thành nói thật hay nói xạo, nhưng lúc nào anh ấy cũng trả lời rằng không sao đâu, em còn đẹp lắm, em còn ốm lắm, em còn nhon lắm, em yên tâm đi. Tôi nhìn vào gương luôn thấy bản thân mình mập lên, mà anh Thành cứ nói thế. Sau khi sinh con, khoảng bao lâu cân nặng của chị mới giảm xuống và có chế độ giảm ăn hoặc đặc biệt như thế nào không? 1 tháng đầu sau khi sinh con, tôi và anh Thành không có thời gian dành cho bản thân. Cả hai vợ chồng đầu tắt mặt tối, suốt ngày lẩn quẩn trong nhà chăm con. Chỉ cần nghe con khóc ré lên 1 tiếng là 2 đứa quáng quàng lên. Người thì thay tã, người thì hâm sữa, chạy ngược chạy xuôi. Suy nghĩ mong đợi lúc đó chỉ muốn con ngủ ngon. Ví dụ ban đêm thay vì con ngủ khoảng 2 tiếng thì con có thể ngủ nhiều hơn, khoảng 3-4 tiếng để ba mẹ được ké ngủ nhiều hơn. Tôi cũng chưa có suy nghĩ bản thân xấu đẹp ra sao, mà đến khi gần 1 tháng sau khi sinh, hai vợ chồng bế con đi kiểm tra sức khỏe, sẵn tiện tôi cũng kiểm tra sức khỏe cho bản thân. Lúc này tôi mới biết mình xuống 10kg chỉ trong vòng 1 tháng. Chị có bị căng thẳng, áp lực khi phải thức đêm trông con và nghe tiếng con khóc cả ngày lẫn đêm hay không? Bây giờ tôi hay bị giật mình mỗi khi nghe tiếng con nít khóc, vì tôi sẽ liên tưởng đến con trai mình khóc. Khi tôi ra đường vô tình nghe người ta khóc, tôi cũng nhớ đến con mình rồi bắt đầu lo đủ thứ. Đó cũng là một triệu chứng stress nhẹ. Nghe anh Thành chia sẻ lúc mới mang thai, chị đi đóng phim quên lúc việc bản thân có thai nên đã leo cây và còn nhảy từ trên cao xuống. Tôi bị một sự cố là không biết mình có thai. Tôi ký hợp đồng với một dự án phim khá cực, phải đi tỉnh đến mấy tháng. Tôi đóng vai con gái nhà nghèo, bị đụng xe, té sông, leo cây. Khi tôi quay được vài ngày, tôi mới biết mình có thai. Tôi không thể nào bỏ phim được nên phải nhắm mắt làm luôn. Tôi nhớ khi quay cảnh quay đầu tiên là từ trên cao té xuống, bị gãy chân. Tôi cứ làm bình thường, mãi đến khi tôi té xuống nghe cái bịch, tôi cảm thấy đau mới sực nhớ mình đang có em bé. Quay xong tôi bắt đầu lo lắng, tôi phải uống thuốc để chống bị ảnh hưởng đến em bé. Từ lúc này tôi mới ý thức được mình cần phải cẩn thận hơn. Lúc sinh con ở nước ngoài không có mẹ ruột lẫn mẹ chồng chăm, chỉ có tủi thân hay không? Có, tôi tủi thân và nằm khóc một mình. Tôi bị triệu chứng trầm cảm sau khi sinh. Tự nhiên tủi thân ghê gớm dù không ai làm gì mình. Tôi nằm buồn, khóc tức tưởi. Anh Thành từ ngoài đi vào, thấy tôi nằm trên giường khóc, anh cũng quáng lên luôn. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh cứ hỏi hoài, cứ từ từ tôi mới đỡ dần.
không có ai chăm sóc nhưng ít ra cũng có chồng kế bên, cũng vơi đi phần nào tuổi thân.